Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó. Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Khai mạc triển lãm Từ mặt đất đến bầu trời tại Hoàng thành Thăng Long. Khai mạc trưng bày chuyên đề Bản hùng ca Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tại Bảo tàng Phòng không Không quân. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc trưng bày bổ sung về nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946. Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hiện vật kể chuyện của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội được phân công chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhằm tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 2021 hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943-2023. Đây là diễn đàn để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, nhà quản lý, nhà khoa học trong, ngoài nước tham gia báo cáo, thảo luận nhằm làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa theo chủ trương đường lối của Đảng. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với một số điểm cầu trong cả nước và phát trên nền tảng Internet với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Chủ trì hội thảo là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Hội thảo được triển khai với hai phiên, chuyên đề và toàn thể, tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung chính: thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên sẽ có một báo cáo trung tâm, các tham luận và phần thảo luận của các diễn giả, chuyên gia. Ngày 14 tháng 12, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trong không khí trang trọng, đoàn đại biểu tiến hành nghi lễ dâng hương dâng hoa để tỏ lòng thành kính và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo thiên tài đã cống hiến hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã cùng đoàn ghi cảm tưởng vào sổ vàng và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó. Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao du lịch năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 65 điểm cầu khắp cả nước. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành. Theo báo cáo, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ đề công tác năm 2022, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai và tổ chức đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng là một trong những điểm sáng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước sau đại dịch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch trong năm 2022, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra và tăng cường sự phối hợp với các bộ ngành liên quan nhằm bảo vệ phát huy giá trị văn hóa. Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và yêu cầu toàn ngành cần chuyển hóa các kế hoạch thành việc làm thiết thực, tiếp tục hoàn thiện chương trình tổng thể về chấn hưng phát triển văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam. Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại khuôn viên Trung tâm Bảo tồn Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Từ mặt đất đến bầu trời. Đây là nội dung trong chương trình phối hợp tổ chức giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, Bảo tàng Chiến thắng B-52, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn Không quân 923. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu gồm hai chủ đề: B-52 Hà Nội không bất ngờ, Từ mặt đất đến bầu trời. Triển lãm lần đầu tiên giới thiệu câu chuyện của 108 phi công Việt Nam, những nhân chứng đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt trong đó là câu chuyện của những phi công trực tiếp tham gia chiến đấu đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ cuối năm 1972.
Chiều 13 tháng 12 tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không Không quân đã khai mạc triển lãm chuyên đề Bản hùng ca Hà Nội Điện Biên phủ trên không nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên phủ trên không. Tham dự triển lãm có các đồng chí lãnh đạo Quân chủng Phòng không Không quân, các đồng chí nguyên lãnh đạo, nhân chứng lịch sử, đại diện các bảo tàng trong và ngoài quân đội. Triển lãm giới thiệu gần 400 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về quá trình diễn biến chiến đấu chiến thắng B52 của quân và dân ta, được chia thành 5 phần: đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đối đầu pháo đài bay B52, đánh thắng pháo đài bay B52, kết quả ý nghĩa chiến thắng, quyết tâm bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Triển lãm nhằm góp phần tri ân, tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân cả nước, đặc biệt là Bộ đội Phòng không Không quân và quân dân thủ đô. Triển lãm diễn ra đến hết tháng 3 năm 2023. Chiều ngày 19 tháng 12, tại di tích nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12 năm 1946, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc trưng bày bổ sung về nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến và 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo thành phố Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đại diện gia đình một số nhà cách mạng tiền bối và nhân dân phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Di tích nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12 năm 1946 tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông là một trong 14 địa điểm thuộc hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta. Nội dung của phần trưng bày bổ sung giới thiệu tới công chúng gần 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc, viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946. Thông qua các tài liệu, hiện vật, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về tinh thần yêu nước của gia đình ông Nguyễn Văn Dương và nhân dân Vạn Phúc đối với cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nội dung trưng bày còn giới thiệu không gian trải nghiệm với các mẫu cổ phục được làm từ sản phẩm lụa Vạn Phúc để tăng tính tương tác, sinh động, hấp dẫn cho hoạt động trưng bày. Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 12 năm 2022, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị viên chức người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đồng chí đại diện lãnh đạo các bảo tàng, di tích, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, lãnh đạo Công an Phường Đội Cấn, đại diện các đơn vị đối tác của bảo tàng cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thực hiện công tác chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng, hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Bảo tàng Hồ Chí Minh theo hình thức bản tin có hình. Năm 2022 là một năm nhiều biến động đối với bảo tàng. Trong quý 1, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khách tham quan bảo tàng giảm mạnh. Từ tháng 4 năm 2022, dịch bệnh dần được kiểm soát, bảo tàng trở lại hoạt động bình thường. Lượng khách tham quan Việt Nam bắt đầu tăng trở lại, tuy nhiên khách nước ngoài vẫn còn hạn chế. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bảo tàng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo chỉ đạo toàn thể viên chức, người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, giữ vững sự đoàn kết, ổn định trong cơ quan. Tại hội nghị, ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận, năm 2022, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, biểu dương những kết quả mà bảo tàng đã đạt được. Có được kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo đơn vị cùng sự nỗ lực đoàn kết nội bộ của bảo tàng. Trong năm tới, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm 2022, Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh quyết định tặng danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 2 chi bộ. 20 đảng viên được tặng danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã ký quyết định tặng giấy khen cho 20 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ban chấp hành công đoàn tặng giấy khen cho 2 tập thể đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc, 20 đoàn viên công đoàn xuất sắc, 14 nữ công giỏi việc nước đảm việc nhà và 4 đoàn viên thanh niên xuất sắc nhận giấy khen của đoàn cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, với mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu đến đông đảo công chúng những tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời sự nghiệp cách mạng của người, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hiện vật kể chuyện của chúng tôi. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chiến sĩ lái máy bay đã lập thành tích xuất sắc trong buổi gặp mặt thân mật tại nhà khách Phủ Chủ tịch năm 1966 cùng 8 chiếc huy hiệu Bắc Hồ của Thiếu tướng Mai Văn Cương, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Ông là một trong những phi công trẻ đã bắn hạ 8 máy bay Mỹ và vinh dự được gặp Bắc Hồ 2 lần. Sinh ra và lớn lên tại xã Hoàng Đạo, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tháng 3 năm 1959, khi tròn 18 tuổi,
chàng trai trẻ Mai Văn Cương đã nhập ngũ vào quân đội, trở thành chiến sĩ của đơn vị bộ binh Sư đoàn 304. Tháng 6 năm 1961, anh tình cờ được tuyển thi lái máy bay chiến đấu. Sau khi thi đỗ và trải qua huấn luyện, anh tham gia chiến đấu tại Sư đoàn Không quân 371, đóng tại sân bay Nội Bài cuối năm 1966. Anh cùng các phi công chiến đấu có vinh dự đặc biệt được gặp Bác Hồ. Trận đầu tiên là cũng lần đầu tiên tôi cất cánh. Tôi bắn rơi một chiếc F-35 của Không quân Mỹ. Được bắn rơi máy bay cho nên là tháng 12 năm 1966, trong một buổi trực ban chiến đấu, được lệnh của Sở Chỉ huy là về sớm. Lúc đó mới 17 giờ chiều. Về đến đơn vị thì đồng chí chính ủy trung đoàn có báo là các đồng chí có tên sau đây là nhanh chóng tắm giặt thay quần áo mới nhất và ăn cơm để về Hà Nội gặp Bác Hồ. Trên tay tôi là bức ảnh đen trắng Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp lưu niệm với 24 phi công đã lập thành tích xuất sắc trong buổi gặp mặt thân mật tại nhà khách của Chủ tịch ngày 10 tháng 12 năm 1966. Bức ảnh có chiều dài 23,5cm, chiều rộng 13,5cm, chất liệu ảnh là giấy ảnh, tình trạng hiện vật đã cũ và ố vàng. Bức ảnh được ông Mai Văn Cương trao lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 11 năm 2009 tại nhà riêng của ông. Bác đã ân cần thăm hỏi và động viên các chiến sĩ: các cháu giỏi lắm, các cháu bắn rơi máy bay của Không quân Mỹ, như thế là đánh vào lực lượng không quân hiện đại nhất, có nhiều máy bay hiện đại và phi công có nhiều giờ bay, chúng ta mở mặt trận trên không như vậy là rất tốt. Các cháu đã bắn rơi nhiều máy bay, nhưng các cháu phải thường xuyên rút kinh nghiệm, tìm ra nhiều cách đánh hay hơn nữa, bắn rơi nhiều máy bay hơn nữa và bắt sống nhiều giặc lại. Lúc bây giờ, bác nói là hôm nay các cháu bắn rơi máy bay, bác tặng cho các cháu là mỗi một máy bay là một huy hiệu của bác. Trên màn ảnh quý vị là hình ảnh 8 chiếc huy hiệu Bác Hồ mà ông Mai Văn Cương đã được tặng trong quá trình chiến đấu. Chiếc huy hiệu có kích thước 4x4cm, chất liệu chính bằng kim loại, hình tròn, độ dày 2mm. Đằng sau huy hiệu có khuy cài, nổi bật giữa nền đỏ là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía dưới có dòng chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, ông Mai Văn Cương đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1969 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tấm ảnh đen trắng và 8 chiếc huy hiệu Bác Hồ đã được ông trao lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm 2009 và tháng 1 năm 2010 nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa lâu dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại!